vẻ ngoài khó nhận ra của Thành Long. Theo truyền thông Trung Quốc, hình ảnh hiện tại của Thành Long gây chú ý. Nhiều khán giả cho biết họ không nhận ra ngôi sao võ thuật khi ông tham gia sự kiện mới đây. Ngày 14 tháng 3, tờ China Press đưa tin ngoại hình ở tuổi 70 của Thành Long gây chú ý. Ngôi sao võ thuật mới đây tham gia một sự kiện thương mại ở Tứ Xuyên. Trong sự kiện, Thành Long bày tỏ mong ước phổ biến văn hóa Trung Quốc ra thế giới. Tuy nhiên, theo Xin Chiêu, bức ảnh cho thấy Thành Long già đi trông thấy. Dưới các video và hình ảnh của Thành Long, nhiều tài khoản mạng bất ngờ trước vẻ ngoài hiện tại của ngôi sao võ thuật. Nhiều người thậm chí cho biết họ không nhận ra Thành Long. Trong một khoảnh khắc, tôi có chút khó tin đó là Thành Long, tôi nhận ra anh ấy không còn trẻ nữa, thời gian trôi nhanh quá, tôi vẫn nghĩ những ngôi sao như họ sẽ không bao giờ thay đổi, Xin Chiêu trích đăng bình luận khán giả. Theo Xin Chiêu, so với cách đây 2 tháng, ngoại hình của Thành Long thay đổi rất nhiều. Ngôi sao sinh năm 1954 có nhiều tóc bạc hơn. Tuy nhiên, cũng có không ít khán giả bày tỏ việc Thành Long ở tuổi 70 có nhiều tóc bạc, gương mặt nhăn nheo là chuyện rất bình thường. Những năm gần đây, Thành Long vẫn đam mê diễn xuất và sản xuất phim. Năm 2023, Thành Long có phim Long Mã Tinh Thần. Phim kể về sự nghiệp của Thành Long đồng thời là dự án tri ân người chuyên đóng cảnh nguy hiểm trong phim hành động ở Trung Quốc. Tuy nhiên, phim có thành tích rất khiêm tốn và gây tranh luận về nội dung. Ngoài ra, ông còn kế hoạch sản xuất nhiều phim khác như CZ12, Project Stratian, Trash House 4, Câu chuyện Cảnh sát 2, Tôi không phải là gấu trúc, Giấc mộng Kung Fu 2 hay Thần thoại 2. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.